Chào con được cái gì? Dạ thưa cha, con chào đoàn, chào cha. Dạ ơn lớn nhất cho con là hôm nay con được đứng đây. Con ước mơ mấy lâu rồi. Thật ra là con ước mơ được. Con tên là gì? Bao nhiêu tuổi ở đâu? Dạ con là Anna Nguyễn Thị Lan ở Quảng Bình. Tuổi? Dạ 22 tuổi. Lan Quảng Bình 22 tuổi. Con được ơn gì của Chúa? Ơn mà cô ấy thấy là lớn nhất là cô ấy được đứng đây. Đó là một cái ơn rất lớn. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi, và con đến đây con muốn nói cho mọi người về ơn nào nữa mà Chúa ban cho con. Dạ, con hiếm muộn một năm. Và như lời cầu nguyện với Chúa với mẹ. Và bây giờ con đã được một đứa con trai hơn một tuổi rồi ạ. Và từ lúc sinh ra đến 8-9 tháng là con cô Tuấn toàn nó khóc đêm và khó ngủ, là vẫn rất là khó ăn uống. Và bây giờ con nhắn tin cho cha và cha đã trả lời bây giờ con còn rất khỏe mạnh. Tôi là người hiếm muộn, tôi đến tôi cầu nguyện lòng Chúa thương xót và cô đã sinh được một bé trai được một tuổi và trong suốt 9 tháng thì nó không ăn, không ngủ và khóc đêm. Tôi đến đây cầu nguyện và cô nhắn tin về đứa bé đó đã ăn ngon, ngủ ngon và khỏe mạnh. Hallelujah! Đây cho người tặng cho con cái máy 300 bài giảng. Con có rồi, con xin ba cái, một cái cho mẹ chồng và một cái cho ba nội con và một cái con lại là cho ba ngoài của chồng con. Vì con có rồi nhưng mà con xin ba cái. hay. Con có rồi nhưng mà con xin ba cái. Gieo nhiều thì thôi, tôi cứ gieo thì tôi sẽ gặp nhiều. Đây đúng ba cái cho con nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con.